Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị phủ đầu có tình mới. Đây không phải là lần đầu tiên Phi Hùng bị soi mói chuyện có tình mới sau chia tay Lâm Khánh Chi. Mới đây chồng cũ Lâm Khánh Chi Phi Hùng đăng tải ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Trong ảnh là khoảnh khắc trầm tư của Phi Hùng. Trong ảnh có vẻ có khá nhiều tâm sự. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý là bình luận của một tài khoản mạng dưới bài đăng, không chỉ yêu cầu Phi Hùng bớt đăng ảnh suy tư, dù vì sao cũng đang có tình mới và rất hạnh phúc. Người này còn đính kèm icon như có hàm ý chê trách, đừng để hình suy tư nữa, đang yêu người mới hạnh phúc mà, dân mạng đề nghị chồng cũ Lâm Khánh Chi. Bị chất vấn, Phi Hùng đáp trả, dạ chị cứ nói những gì chị nghĩ, còn sự thật em không muốn tranh cãi. Mang đối đáp của Phi Hùng khi bị chất vấn chuyện có tình mới đây không phải là lần đầu tiên phi hùng bị soi mói chuyện có tình mới sau khi chia tay lâm khánh chi thời gian qua phi hùng thường xuyên đăng ảnh thân mật bên gái lạ nhiều người cho rằng anh có tình mới nhanh chóng tuy nhiên phi hùng cũng đã đính chính cho biết cạnh mình chính là mẫu ảnh chụp chung lâm khánh chi gửi lời chúc phúc sau ly hôn chồng cũ thốt lên mọi thứ gói gọn trong hai từ đơn giản vài ngày trước một người bạn thân thiết của lâm khánh chi đã đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ và phi hùng đi du lịch cùng một thời điểm đáng chú ý hơn cả hai trùng họp chọn đà lạt là nơi đến tuy nhiên chồng cũ của lâm khánh chi lại nắm tay thân mật cùng cô gái lạ dưới bài viết nữ ca sĩ chuyển giới phản ứng bất ngờ nhưng có phần buồn bã chúc người ta hạnh phúc nè thật đau lòng sau khi nhận được lời chúc phúc từ vợ cũ phi hùng mới đây đã có phản ứng đáp lại anh đăng ảnh buồn bã kèm chia sẻ, mọi thứ gói gọn trong hai từ giản đơn. Dù anh không đủ để so sánh với mặt trời, nhưng đủ nóng để sưởi ánh che chở em những ngày giá buốt. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè khuyên Phi Hùng nên mạnh mẽ, vực dậy tinh thần sau tổn thương ly hôn. Một số khác lại mong anh suy nghĩ lại chuyện quay về với Lâm Khánh Chi. Đáp lại mọi người, Phi Hùng đều nhấn like bình luận chồng cũ lâm khánh chi thường xuyên có những chia sẻ buồn trên trang cá nhân sau khi xác nhận ly hôn lâm khánh chi và phi hùng vẫn giữ mối quan hệ thuận thảo cả hai vẫn giữ tương tác trên mạng xã hội trong khi lâm khánh chi đang dần quay trở lại với nhịp sống bình thường và tập trung hơn cho công việc kinh doanh của mình phi hùng lại liên tục đăng tải những lời chia sẻ có liên quan đến vợ cũ bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo